Xin trân trọng giới thiệu công ty Sóc Farm chuyên sản xuất các sản phẩm từ mật hoa dừa, đặc biệt là mật hoa dừa cô đặc và mật hoa dừa tươi. Tất cả các sản phẩm của công ty đều là sản phẩm hữu cơ, 100% vị ngọt tự nhiên, giúp bổ sung khoáng chất và năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm hiện đã có mặt tại tất cả các siêu thị Á Châu trên toàn nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số hotline 1300 001 618 hoặc đến địa chỉ 26 Bolivia Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Sóc Farm tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam kế thừa và nối tiếp nghề thu mật hoa dừa truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Nhà bán tọa lạc tại số 30 Rio Road, Illawong, bán với giá 3 triệu, diện tích đất là 1.562 m². Nhà mới xây bao gồm 5 phòng ngủ lớn với 2 phòng có ensuite, phòng ngủ chính có cả balcony, quầy rượu và khu vực giải trí riêng biệt. Hồ bơi nước mặn được bao quanh bởi những khu vườn được thiết kế tỉ mỉ, hệ thống solar, intercom, double garage. Mọi chi tiết xin liên lạc Oliver Powell qua số 0420 403 387. Đinh Nhung, Phạm Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong chương trình Điểm báo Úc Châu ngày hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 8 năm 2024. Và kính thưa quý vị, khá nhiều những thông tin vui trong ngày hôm nay và chúng tôi muốn bắt đầu với những thông tin tích cực liên quan đến Thế vận hội Olympic Paris 2024. Bởi vì Úc Châu của chúng ta trong ngày thi đấu thứ 11 tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 3, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc mà thôi. Và nếu so về dân số, nước Úc chỉ có 27 triệu dân, trong khi Hoa Kỳ 350 triệu dân, còn Trung Quốc là 1 tỷ 400 người, thì chúng ta thấy rõ vị trí của nước Úc là rất đáng được khích lệ. Và cũng trong bối cảnh này, mà ngày hôm nay thì Thủ hiến New South Wales và Thủ hiến Victoria cũng đã công bố kế hoạch chào đón đoàn Olympic trở về diễn ra vào ngày 13 tây tháng 9. Và mốc thời gian này được chọn là bởi vì sau khi kết thúc kỳ Olympic cũng như là kết thúc các cuộc thi của những vận động viên khuyết tật thì họ mới trở về và sẽ được nghênh đón như những người hùng. Đặc biệt là trong cuộc thi đấu ngày hôm qua thì một thiếu nữ mới 14 tuổi thôi lần đầu tiên cũng đã đoạt huy chương vàng bộ môn trượt ván, gần như là trượt scooter, và đây cũng là một trong những cái thành tích vượt trội của nước Úc. Ngoài ra, những cái thông tin tích cực khác liên quan đến sinh hoạt tài chính, khi mà ngày hôm nay thị trường chứng khoán tại Úc đã phần nào ổn định trở lại sau một ngày đẫm máu vào thứ Hai, khi mà nước Úc đã bị mất hơn 3.7% và quy ra thành tiền gần 120 tỷ đô la chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, một thông tin tích cực nữa, đó là việc ngân hàng trữ kiệm RBA đã quyết định không gia tăng lãi suất trong phiên họp ngày hôm qua. Tuy vậy, thống đốc Michelle Bullock cũng đã đưa ra những cái cảnh báo là lãi suất hoặc là RBA có thể đưa ra bất cứ một biện pháp nào để giảm hạ lạm phát. Và đây cũng đã đóng lại tất cả những hy vọng của những người khi họ mong muốn lãi suất sẽ sớm giảm hạ. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy là lãi suất vẫn sẽ được duy trì ở mức 4.35% cho đến ít nhất là tháng 11, có nghĩa là vào thời điểm Melbourne Cup xảy ra, thì khi đó mới hy vọng lãi suất sẽ giảm hạ. Vâng, thưa quý vị, Thủ tướng Albanese và Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers có lẽ là những người thua cuộc trong quyết định không tăng lãi suất của ngân hàng trữ kiệm RBA. Trong bối cảnh đời sống khó khăn như hiện nay, mặc dầu lãi suất không gia tăng nhưng vẫn không thể giúp cho các gia đình có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Và do đó ai cũng mong chờ sự giảm hạ lãi suất, đặc biệt là Thủ tướng Albanese và Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers. Vì việc cắt giảm lãi suất có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm bất ngờ. Nhưng thật không may cho chính phủ là quyết định của ngân hàng trữ kiệm vào ngày thứ Ba có vẻ đã phá vỡ kế hoạch của chính phủ Albanese. Thủ tướng Albanese muốn là bà Michelle Bullock đưa ra thông điệp hoặc báo hiệu về việc cắt giảm lãi suất trong tuần này. Hiện nay thì cánh cửa cho việc cắt giảm lãi suất tiền mặt vào thời điểm Melbourne Cup và Thủ tướng Albanese có lẽ cũng sẽ đưa người Úc đi bỏ phiếu vào tháng 12. Vâng, kính thưa quý vị,
tháng 12 là cái thời điểm rất nhiều chuyên gia đã nhắc đến cho một cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, theo trong cái sinh hoạt chính trị tại nước Úc thì cũng chưa có một cuộc bầu cử nào diễn ra vào tháng 12, bởi vì tháng 12 cũng được cho là tháng mà tất cả người dân chuẩn bị đi holiday, không ai quan tâm đến sinh hoạt chính trị. Nhưng nếu không phải tháng 12 thì chính phủ buộc phải chờ sang năm là tháng 5 2022 bởi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là ở Úc Châu chúng ta sẽ có một cái cuộc bầu cử của tiểu bang Queensland diễn ra vào tháng 10, thì chắc chắn là bầu cử liên bang không thể nào diễn ra vào tháng 10, trong khi tháng 11 sẽ diễn ra cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, mặc dù không phải tại Úc Châu, nhưng tất cả mọi cơ quan, mọi phương tiện đều hướng về cuộc bầu cử tại Mỹ. Và vì vậy, nước Úc nếu tuyên bố bầu cử vào tháng 11 sẽ không gây được tiếng vang, và đặc biệt là lãi suất cũng chưa giảm hạ, và chính phủ lao động không có một cái lý do gì để kêu gọi một cuộc bầu cử sớm. Vì vậy mà dự đoán đưa ra là vào tháng 12. Nhưng mà tháng 12 nó cũng là 50-50, bởi vì chưa chắc gì chính phủ đã quyết định, và có lẽ là sau cùng chính phủ phải chờ đợi cho đến năm 2025. Và hiện nay thì chúng ta thấy khó rất nhiều sau khi ngân hàng trữ kim RBA không gia tăng lãi suất. Thì ngày hôm nay, tổng thư ký của ngân hàng trữ kim là bà Sarah Hunter cũng đã có một cái phiên chất vấn với Thượng viện. Qua đó, bà Hunter cũng nêu ra rất nhiều những cái bối cảnh mà ngân hàng trữ kim đã suy xét để dẫn đến quyết định không gia tăng lãi suất. Và một trong những cái nhận xét khá là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý đó là mặc dù cái cụm từ là đời sống khó khăn liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên không phải đời sống khó khăn áp dụng cho tất cả mọi người. Vẫn có một vài gia đình, vẫn có một vài thành phần họ đã làm ăn phát đạt trong những năm vừa qua. Và trong phạm vi các tiểu bang và lãnh thổ, một vài tiểu bang cũng đã có nền kinh tế phát triển rất tốt. Ngược lại, một vài tiểu bang khác thật sự cũng đang gặp khó khăn. Và những khó khăn nhiều nhất hiện nay đang diễn ra là tại Victoria và kế đến là tại Tasmania, trong khi nền kinh tế lại đang có xu hướng gia tăng tại Brisbane, có nghĩa là Queensland, cũng như tiểu bang Tây Úc và tiểu bang Nam Úc. Báo cáo này không nhắc đến New South Wales, có nghĩa là New South Wales vẫn ở mức trung bình. Ngoài ra, cũng theo lời bà Sarah Hunter, thì hiện nay ngân hàng trữ kim lo lắng nhất là hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là những cái chính sách công của chính phủ Albanese thông qua cái ngân sách hồi tháng 5 vừa qua, đặc biệt là cái biện pháp cứu trợ tiền điện trị giá $300 cho mỗi hộ gia đình. Và đây là một trong những yếu tố có thể khiến lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài thêm nữa. Ngoài ra thì việc chi tiêu của các hộ gia đình, như bà Sarah Hunter nhận xét, là một vài hộ gia đình vẫn tiếp tục dồi dào, vẫn tiếp tục có thu nhập, cho nên việc họ chi tiêu không hạn chế cũng đã khiến cho lạm phát rất là dai dẳng. Và đó là hai yếu tố ngân hàng trữ kim đang nhìn vào để có thể đưa ra những cái quyết định về lãi suất trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, bà Sarah Hunter cũng đưa ra một cái nhận xét khá là tiêu cực về lạm phát, bởi vì ngân hàng trữ kim RBA luôn mong muốn là lạm phát phải trở về mức mục tiêu là từ 2-3%, và cái thời điểm điều này diễn ra theo dự phóng của RBA là vào cuối năm 2025, có nghĩa là một cái thời gian rất dài. Và tất nhiên khi lạm phát không giảm hạ thì người dân sẽ phải chi tiêu rất là đắt đỏ và sẽ phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng. Vâng, thưa quý vị, còn liên quan đến dịch vụ cho vay mua nhà, Westpac đóng cửa công ty con cho vay thế chấp Rams Financial, chấm dứt 33 năm hoạt động của doanh nghiệp đang gặp khó khăn này. Tuy nhiên, khách hàng của Rams Financial sẽ không bị ảnh hưởng bởi động thái này. Trong một tuyên bố gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán ASX, thì Westpac xác nhận rằng họ sẽ đóng cửa công ty con Rams đối với các đơn xin vay thế chấp nhà mới từ hôm qua ngày thứ Ba, như là một phần của cuộc đánh giá chiến lược nhằm đơn giản hóa hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Westpac cho biết là các khoản vay khách hàng hiện tại của Rams sẽ vẫn được duy trì và khách hàng có thể tiếp tục truy cập các dịch vụ thông qua ứng dụng, trang web và tổng đài của Rams. Ngân hàng cho biết thêm rằng Westpac sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ họ về các đơn xin thế chấp Rams hiện tại. Westpac sẽ giữ lại danh mục các khoản vay của Rams ước tính trị giá 31,8 tỷ đô la.
Không rõ là có bao nhiêu nhân viên RAMS sẽ bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa này. RAMS được thành lập vào năm 1991 và trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà, phi ngân hàng lớn nhất của Úc. Westpac đã mua lại công ty vào năm 2008 với giá là 140 triệu đô la. Đầu năm nay, Westpac đã cố gắng bán RAMS nhưng đã hủy bỏ việc bán sau khi không tìm được mức giá thầu chấp nhận được. Vào tháng 5, thì những bên nhượng quyền RAMS bất mãn đã đệ đơn kiện tập thể thông qua Morris Mann Neely Lawyer sau khi chấm dứt một số thỏa thuận nhượng quyền. Vâng, kính thưa quý vị, việc mà xóa sổ một trong những cái công ty con có thể nói là không phải là vấn đề lớn đối với một trong những cái tứ trụ ngân hàng như là Westpac. Trước đây thì ngân hàng Commonwealth cũng đã đưa đến một cái quyết định tương tự, đó là họ đã xóa sổ Bankwest, cũng là một công ty con chuyên cho vay thế chấp của Commonwealth vài tháng vừa qua. Và nay thì Westpac cũng đã có hành động tương tự với RAMS, khi mà một trong những cái chi nhánh không còn tiếp tục hoạt động, thì tất nhiên khách hàng của RAMS sẽ trở về với Westpac là công ty chính. Và điều này cũng có nghĩa là những khách hàng là những người thắng cuộc và những người hưởng lợi, là bởi vì họ sẽ được chuyển automatically một cách tự động, chuyển sang ngân hàng Westpac mà trước đây có nhiều người họ muốn vay trực tiếp từ Westpac nhưng là không đủ điều kiện. Họ phải đi qua một cái công ty con của Westpac và bây giờ thì họ không cần làm gì hết. Họ được miễn nhiệm chuyển trở về với những cái điều kiện tốt hơn. Và vì vậy đối với khách hàng đây là tin vui. Nhưng đối với nhân viên của RAMS thì đây là một cái tin đáng lo, bởi vì có thể là vài người sẽ bị thất nghiệp. Và kính thưa quý vị, trong lĩnh vực giáo dục, Đại học Melbourne là một trong những viện đại học uy tín hàng đầu tại Úc Châu, và Đại học Melbourne cũng nằm trong top 20 viện đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Thế nhưng ngày hôm qua thì một sinh viên năm nhất của Đại học Melbourne đã có một cái buổi phỏng vấn đặc biệt với đài ABC, qua đó đã nêu lên một cái quan ngại là tình trạng sử dụng tiếng quan thoại, giảng dạy bằng tiếng quan thoại tại một vài lớp, tại một vài khoa trong viện đại học này. Và ABC cũng đã thâu lại tất cả cái phần phỏng vấn này, mặc dù không nêu rõ danh tánh của sinh viên được phỏng vấn. Tuy nhiên ABC cũng đã cho biết người thanh sinh viên năm nhất này có tên gọi là Harry, đang theo học ngành thương mại tại Viện Đại học Melbourne. Và thông thường thì với những sinh viên năm đầu tiên, họ sẽ có những cái lớp học về để gọi là học nhập môn. Thì những cái khóa học này yêu cầu các sinh viên phải tham dự các buổi hướng dẫn hàng tuần để thảo luận về những cái chủ đề được nêu ra trong những cái bài giảng. Và trong nhóm của người sinh viên Harry này bao gồm khoảng 20 sinh viên, và đa số những sinh viên này là những sinh viên Trung Hoa. Vì vậy mà họ trao đổi với nhau bằng tiếng Trung. Việc mà sinh viên nói chuyện với nhau hàng ngày bằng ngôn ngữ chính của họ, đó là việc rất bình thường. Thậm chí nhiều sinh viên Việt Nam khi chúng ta đi học tại các viện đại học, chúng ta cũng thường trao đổi với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên việc giáo viên và học sinh thảo luận và giảng dạy bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh ngay tại một cái viện đại học uy tín nhất tại Úc Châu đã nêu lên một cái quan ngại và cũng đã đặt ra một cái dấu hỏi là tại sao mà tiếng quan thoại lại trở nên quá là phổ biến. Mặc dù ban giám đốc của hoặc là ban giám hiệu, hiệu trưởng của Viện học Melbourne cho rằng họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra là tại sao giáo viên lại sử dụng tiếng quan thoại trong cái giờ lên lớp với cái nhóm 20 sinh viên này, bởi vì sinh viên Harry đã complain anh là người da trắng duy nhất trong nhóm 20 sinh viên. Và khi họ trao đổi bằng tiếng quan thoại với nhau thì tất nhiên là người sinh viên này không hiểu họ đang nói gì. Và Harry cảm thấy rất là lo ngại, không biết là cái tình trạng này có kéo dài hay không, và cái tình trạng sử dụng tiếng quan thoại này có áp dụng cho những lớp học nào khác hay không. Và một cuộc điều tra tất nhiên là sẽ tiến hành. Tuy nhiên đây cũng là một cái hồi chuông báo động để cảnh báo tất cả các viện đại học về việc sử dụng ngôn ngữ, và đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Trung Hoa đang ngày càng lan rộng hơn thông qua các hệ thống viện Khổng Tử đã có mặt tại rất nhiều các trường đại học tại Úc trong nhiều năm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, còn tại Queensland, chính phủ Stephen Miles đã đưa ra một danh sách đầy tham vọng về đề xuất bầu cử nhằm mục đích giảm giá xăng.
Nếu được bầu vào tháng 10 thì Đảng Lao động sẽ đi theo sự dẫn dắt của chính quyền Tây Úc trong việc yêu cầu các trạm xăng công bố giá nhiên liệu trước một ngày. Theo lời khuyên của cơ quan RACQ, thì Stephen Miles đã hứa rằng ông sẽ ban luật để giới hạn mức giá xăng ở mức 5 cent một ngày. Nhưng trong một động thái dường như khiến ngay cả RACQ cũng bất ngờ, đó là ông Miles đã tuyên bố sẽ tiến thêm một bước nữa và thành lập 12 trạm xăng do nhà nước sở hữu. Trong khi đó, thì hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Ngân khố Cameron Dick cho rằng việc giới hạn giá xăng không nằm trong thẩm quyền của tiểu bang. Và hiện chính quyền lao động đang tìm kiếm sự ủy nhiệm từ người dân để đưa ra luật cho phép Đảng Lao động làm điều đó. Nếu được bầu lại, thì chính quyền Stephen Miles sẽ sử dụng quyền lập kế hoạch và đất đai do chính phủ sở hữu để tạo thêm nhiều địa điểm cho các nhà bán lẻ nhiên liệu độc lập. Vâng, thưa quý vị, xăng dầu là một trong những cái yếu tố đã khiến cho đời sống người dân rất là khó khăn khi mà giá xăng liên tục gia tăng. Và có lẽ đánh vào cái yếu tố tâm lý này mà chính phủ lao động tại tiểu bang Queensland đã đưa ra những cái dự luật nằm ngoài tầm với của chính phủ, đó là control cái sự gia tăng giá cả. Tuy nhiên, trong cái nền kinh tế thị trường như Úc Châu, thì cái việc mà chính phủ can thiệp vào chỉ yêu cầu xăng chỉ được tăng giá cao nhất 5 cent mỗi một ngày có thể sẽ khó thực hiện. Và tất nhiên là cử tri Queensland cũng không phải là không hiểu được cái dự luật này, bởi vì các công ty họ có toàn quyền tăng giá theo cái thị trường mua bán của họ mỗi ngày. Làm sao chính phủ có thể can thiệp được và yêu cầu chỉ được tăng 5 cent mà thôi? Nếu họ mua mắc hơn 5 cent, họ mua cao hơn 10 cent, 20 cent thì họ phải tăng cao hơn. Đó là điều tất yếu. Trong khi đó thì tại tiểu bang New South Wales, kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì cựu thủ hiến New South Wales trong chính quyền liên đảng tiền nhiệm là ông Dominic Perrottet đã có một cái bài phát biểu để từ giã chính trường, chuẩn bị lên đường sang Hoa Kỳ đảm nhận một cái vai trò mới. Và điều này chúng tôi cũng đã loan báo. Tuy nhiên, trong cái bài phát biểu ngày hôm qua, một thông tin gây sốc cho tất cả mọi người, đó là lần đầu tiên ông Perrottet đã thừa nhận là cái chính sách cưỡng bách chủng ngừa đối với nhân viên chính phủ trong đại dịch COVID-19 là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cá nhân ông cũng cho rằng chúng ta, và đặc biệt là nước Úc, nên cho cư dân một cái quyền tự do lựa chọn giữa việc chủng ngừa hoặc không chủng ngừa. Trong khi trong đại dịch, hầu hết các tiểu bang, hầu hết các cơ quan, các ban ngành của chính phủ như là sở cảnh sát, như là bệnh viện, trường học v.v. đều yêu cầu nhân viên phải chủng ngừa thì mới có việc làm, nếu không thì sẽ bị sa thải. Và ông Dominic đã không nêu lên quan điểm của mình khi ông nắm quyền. Ông chỉ nêu quan điểm trong cái ngày cuối cùng ông còn sinh hoạt trong cái chính trị mà thôi. Điều này cũng cho thấy là trong cái thời gian đại dịch vừa qua, việc thực hiện cái chủ trương cưỡng bách chủng ngừa với nhân viên chính phủ cũng gây rất nhiều bức xúc, nhưng không ai dám lên tiếng cho mãi tới khi đại dịch đi qua rồi và sắp sửa rời khỏi hàng ngũ rồi thì ông ta mới lên tiếng để nói rằng ông, cá nhân ông cũng không đồng ý với cái dự luật của chính phủ mình đưa ra. Cũng tại New South Wales, kính thưa quý vị, thủ hiến đương nhiệm của Đảng Lao động là ông Chris Minns đã yêu cầu nhân viên phải trở lại làm việc, và yêu cầu này cũng đã được gửi bằng văn bản vào ngày thứ hai vừa qua. Và sau khi nhận được yêu cầu của chính của đích thân thủ hiến, tất cả nhân viên của cơ quan chính phủ tại New South Wales với gần nửa triệu người phải trở lại sở làm việc ít nhất là 3 ngày một tuần. Và điều này đang gây ra rất nhiều tranh cãi. Và lập tức tại Victoria, thủ hiến Jacinta Allan đã lên tiếng để kêu gọi những ai cảm thấy bất mãn với lệnh bắt buộc phải trở về làm việc ở văn phòng thì có thể chuyển từ New South Wales sang sinh sống tại Victoria. Bởi vì chính phủ Victoria vẫn để cho nhân viên một cái sự linh hoạt, một cái sự cởi mở, nghĩa là mọi người vẫn có quyền làm việc tại nhà chứ không cưỡng ép như là thủ hiến tại New South Wales. Vâng, thưa quý vị, rượu vang cao cấp vẫn được săn đón mặc dầu là có giá đắt đỏ là 18.000 đô la. Thương hiệu rượu vang nổi tiếng nhất tại Úc là Penfolds đã tung ra một loại rượu mới vào tháng này nhân dịp kỷ niệm Zero Boem, với mức giá lên tới 18.000 đô la một chai, và toàn bộ phiên bản đặc biệt này đã bán hết trong vòng vài ngày. Chỉ với 8 chai được sản xuất, các phiên bản giới hạn của dòng rượu vang Coonawarra Cabernet Shiraz với trọng lượng là 3 lít
đã được các nhà sưu tập rượu quốc tế mua hết. Trong khi các vụ mùa cũ hơn thường được bán với số lượng lớn tại các cuộc đấu giá, thì mức giá cao như vậy cho một vụ mùa mới lại có phần bất thường hơn. Vậy thì tại sao một chai rượu vang lại có thể có giá cao như vậy? Giống như bất kỳ thứ gì đáng để sưu tầm, thì giá trị của rượu vang nằm ở sự giao thoa giữa chất lượng, sự khan hiếm và uy tín. Theo diễn giả về rượu vang và đồng thời cũng là nhà báo Max Allen, thì vụ mùa kỷ niệm đặc biệt này là một nghiên cứu hay về lý do khiến một số loại rượu vang trở nên đắt đỏ. Mặc dù có kích thước gấp 4 lần so với chai tiêu chuẩn bán lẻ ở mức $1,180, nhưng các chai 3 lít lại đắt hơn gấp 15 lần. Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm nếm rượu vang của mình, ông Allen tin rằng giá cả nói chung có mối liên hệ trực tiếp với chất lượng đến một mức độ nào đó. Và theo ông Allen thì rượu vang hảo hạng đang ngày càng đắt hơn. Loại rượu vang đắt nhất từng được bán đấu giá là Domaine de la Romanée Conti năm 1945 từ Pháp, được bán với giá cắt cổ là $558,000, tương đương với lại $858,000 Úc vào năm 2018. Chai Penfolds Rang lần đầu tiên được bán với giá là khoảng $10 khi phát hành vào năm 1951. 70 năm sau, vào năm 2021, thì một chai đã được bán đấu giá với giá hơn $157,000, là loại rượu đắt nhất từng được bán ở Úc. Vâng, kính thưa quý vị, 70 năm để có cái giá trị gia tăng từ $10 lên thành $157,000, phải không chị Nhung? Dạ. Như vậy thì chị Nhung phải mua ngay lập tức, kiếm những cái chai Penfolds bây giờ để mua 70 năm sau khi đem ra bán thì có thể bán giá được vài trăm ngàn đô la. Một cái sự đầu tư nó không tốn kém nhiều đâu, nhưng có thể đem lại một cái lợi nhuận kết xù. Và kính thưa quý vị, cuối cùng là một thông báo đến từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan về khóa tu học lần thứ 22 được tổ chức tại tiểu bang Nam Úc từ ngày 26 cho đến ngày 30 Tây tháng 12, 2024. Lệ phí cho mỗi một học viên người lớn cư ngụ tại tiểu bang Nam Úc là $300 cho suốt 5 ngày, trong khi trẻ em dưới 14 tuổi chỉ cần đóng lệ phí có $150 mà thôi. Riêng những người Phật tử muốn đến tham dự khóa tu học này mà không phải là cư dân tại tiểu bang Nam Úc thì sẽ có mức học phí rẻ hơn, có nghĩa là $250 cho người lớn và chỉ có $100 cho thanh thiếu niên dưới 14 tuổi. Hạn chót để đăng ký là ngày 30 Tây tháng 11. Tuy nhiên, số học viên tối đa chỉ có thể là 350 người và vì vậy, sau khi đã nhận đủ 350 đơn đăng ký thì ban tổ chức sẽ khép lại, không nhận đơn nữa. Và vì vậy, những ai muốn tham gia khóa tu học lần thứ 22 tại Nam Úc hãy lập tức liên lạc với ban tổ chức. Và trưởng ban tổ chức năm nay là thầy Thích Viên Trí qua số điện thoại 0435 373 800 hoặc là Phật tử Giác Định qua số là 0417 804 357. Cả hai số điện thoại này Kim Hoàng đang cho chạy trên màn hình. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gửi email trực tiếp đến cho thầy Viên Trí, địa chỉ email là viên trí15@yahoo.com.au. Vâng, thưa quý vị, thông báo vừa rồi của Kim Hoàng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Vâng, Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.